Cửa xuống địa ngục là nơi nào trên trái đất này Người bình thường và các phương tiện khoa học hiện đại ngày nay Có thể nhận ra địa điểm đó hay không Cửa xuống địa ngục ở trên trái đất này Là ở trong trung tâm của núi Hy Mã Lạp Sơn Người có con mắt hồng ngoại phân giải thật cao Thì sẽ thấy cửa địa ngục này khi loài người phát minh ra kiến hồng ngoại có phân giải thật cao nói chuyện được với cõi âm thì người cõi âm dẫn đến cửa địa ngục. Xin hỏi, địa ngục có 18 tầng, vậy mỗi tầng có cửa riêng không? Được phân bố ở đâu? Hay chỉ có một cửa duy nhất để vào các tầng của địa ngục? Địa ngục có 18 tầng, ở núi Hy Mã Lạp Sơn là chính. Mỗi tầng độ sâu trung bình là 1.000m. Tất cả các núi lớn ở trái đất đều có địa ngục gọi là địa ngục vùng. Địa ngục duy nhất chỉ có một cửa cho vị thần giữ địa ngục canh giữ. Xin hỏi, ngoài một vị toàn năng toàn giác thì làm cách nào mà một con người tứ đại như Mục Kiền Liên lại có thể đi xuống địa ngục được và xuống đó bằng cách nào? Đức Mục Kiền Liên là vị tu đạt được thần thông bậc nhất. Ngài sử dụng mắt hệ của Ngài để thấy sâu trong lòng đất, thấy mẹ Ngài ở tầng địa ngục thứ nhất. Xin vị thần giữ cửa địa ngục cho Ngài vào thăm mẹ được vị thần giữ cửa, địa ngục chấp thuận. Nên ngài Mục Kiền Liên đi xuống địa ngục bằng trung ấm thân chứ không đi bằng thân tứ đại. Người có thần thông mới xuất trung ấm thân đi được mà người thế gian gọi là xuất hồn. Xin hỏi, khi tiếp xúc với chúng sinh có tần số thấp ở địa ngục, ông Mục Kiền Liên có bị ảnh hưởng gì hay không? Đức Mục Kiền Liên là vị có thần thông. Khi tiếp xúc với chúng sinh ở địa ngục không ảnh hưởng gì. Giống như người ở thế gian mà có chức lớn vào thăm tù nhân ở trong nhà tù vậy, không bị ảnh hưởng gì. Xin hỏi mẹ của Mục Kiền Liên là chúng sinh đang thọ nghiệp ở địa ngục, tức là mang thân điện tử. Vậy Mục Kiền Liên kéo mẹ lên bằng cách nào khi ông vẫn còn mang sắc thân tứ đại? Ngài Mục Kiền Liên kéo mẹ lên địa ngục bằng thân trung ấm điện từ của Ngài, chứ không phải bằng thân tứ đại. Xin hỏi, nhân quả không thể thay đổi được, nhưng Đức Phật lại dạy Ngài Mục Kiền Liên cách thay đổi nghiệp ở địa ngục của mẹ Ngài vậy đức phật có tác động vào quy luật nhân quả không? sự thật nhân quả không thể thay đổi được nhưng việc đức phật dạy vị mục kiền liên cách thay đổi nghiệp ở địa ngục của mẹ ngài mục kiền liên đây là một bài học đức phật muốn dạy cho các môn đồ của phật các đời sau đó là thứ nhất ở trái đất này người nào muốn thay đổi luật nhân quả thì phải là một vị vật Một vị có thần thông như một kiền liên Thì mới thay đổi được Còn không có hai vị này Thì không thay đổi được Thứ hai Các đời sau Người nào làm sai công thức này Thì bị xuống địa ngục đó Xin hỏi Đức Phật đã khẳng định Nhân quả không thể thay đổi được Ai làm nấy chịu Ai ăn nấy no trong thiền tông cũng có dạy Ai nói có thể cứu dùm Đó là kẻ đại lương gạt Vậy tại sao Như Lai Lại có thể xin cho mẹ của ông Mục Kiền Liên Được hưởng nghiệp phước đức ở cõi trời Ngay trong khi bà đang ở địa ngục Đức Phật đã khẳng định Nhân quả không thể thay đổi được Ai làm nấy chịu Ai ăn nấy no Trong thiền tông cũng có nói Ai nói có thể cứu giùm, Đó là kẻ đại lường gạt Vậy tại sao Như Lai lại có thể Xin cho một cá nhân nào đó Cụ thể là mẹ của ông Mục Kiền Liên Cho bà được hưởng nghiệp Phước Đức Ở cõi trời Ngay trong khi bà đang phải thọ nhận nghiệp ác của mình ở địa ngục Phải biết Đức Phật dạy là dạy cho những người phàm phu như chúng ta Chớ Đức Phật không phải dạy cho chư Phật Hiện nay nếu có vị nào giống như mẹ của Đức Mục Kiệt Liên Có vị tu hành nào toàn năng toàn giác như Đức Phật Tìm được 10 vị tu hành có công đức Thì các vị này mới lách luật nhân quả được Còn không có thì hành như Đức Phật là lừa người khác vậy Đức Phật biết đến đời mạt Pháp Thầy chùa giả tu theo đạo Phật rất nhiều Nên Đức Phật phải dạy bài học này cho các vị thầy đời mạt pháp biết. Người nào muốn cứu cha mẹ ở địa ngục thì phải thực hiện như Đức Phật và vị Mục Kiền Liên vậy. Còn không có vị toàn năng toàn giác, không có vị thần thông bậc nhất mà tổ chức cứu người ở địa ngục, đây là những tai thầy lừa đảo. Còn siêu lừa đảo nữa là tụng kinh để rước người ở địa ngục lên. Thế gian gian xảo người ơi Học Phật trí tệ sáng ngời mới thông Không học giáo lý nói thông Coi chừng nhân quả vào trong ngục liền Thế gian quyền bí linh thiên Của loài âm hiện linh thiên vui đời Thiền tông khi được ra đời Tà tông bị phá hết đời người ngu Thầy tu phải bỏ đầu ngu Chỉ đâu trí tệ mới tu Phật đà Phật đà lời giải thích ca giác ngộ giải thoát để ta về nguồn. Xin hỏi, có nhiều thầy tu và cả người không tu khoe mình đã gặp chúng sinh ở địa ngục, họ nói dối phải không? Những thầy, hai người tu và cả người không tu khoe mình đã gặp chúng sinh ở địa ngục. Đây là những vị có tần số âm như loài cô hồn. Nên họ thấy các loài cô hồn đối khác họ tưởng là địa ngục Cho nên ở trên trái đất này mới có các vị thầy cúng cô hồn đối khác ăn là vậy Xin hỏi thần chủ trái đất chấp thuận lời yêu cầu của Như Lai Cho mẹ của Mục Kiền Liên lên cõi trời hưởng phước Vậy việc người thế gian bày trò câu cúng lạy lục để thay đổi nhân quả của mình hay của người khác thì có thể thực hiện được không? vị nào toàn năng toàn giác thì làm như đức phật được còn không toàn năng toàn giác mà làm như đức phật là lừa đảo người mê muội vậy thì cửa địa ngục mở ra liền thế gian lừa đảo ít thôi vì tiền vì bạc bị vào ngục sâu rồi lại đi tìm thầy cầu cầu làm sao được vì đầu mình ngu vì ngu nên mới đi tu trái đất nhân quả mà tu cái gì Người tu là vì ngu si Ngu si nên tu mới đi lưng hồi Giải thoát thì phải nên thôi Chỉ tạo công đức để hồi Phật xưa Phật xưa không nắng không mưa Không có vật chất không ưa lưng hồi Xin hỏi Câu chuyện sự tích mục kiền liên này Nếu người học thiền tông áp dụng theo Đi tìm ai đó mà họ tin là có nhiều công đức nhờ giúp cho người thân của mình thoát ác nghiệp, hưởng phước nghiệp thì sẽ như thế nào? Ngày nay, người tu thiền tông sẽ có nhiều người bắt chước làm theo Đức Phật để kiếm tiền. Suy nghĩ xem, khi thiền tông vừa hé lộ ra, thì có rất nhiều người đến chép quyền ký, rồi đi khoe mình là ta là tổ sư thiền, ta là thiền sư, ta là người nắm mạch nguồn thiền tông. Ta là thiền tông sư Ta là người dạy thiền tông Ta là người khôi phục thiền tông Ta là người giữ bí mật thiền tông 100% Còn có người bạo gan hơn Dám cướp thiền tông Cho là của mình Huống chi là giả đức Phật Để cứu người ở địa ngục Đây là chuyện nhỏ của người thế gian này mà thôi Thế gian xảo trá gian manh Biết được mấy chữ khoe danh là thầy giải thoát nói chuyện trên mây giác ngộ không biết loay hoay nói khùng ngồi giảng đạo nói lung tung không đúng một chữ giảng khùng giảng điên đạo phật có bốn chữ duyên giác ngộ giải thoát nói điên nói hoài nói đại để có tiền xài đạo phật giải thoát nói hoài không thôi người ngu thì cứ miệt ngòi thầy giảng bậy bạ cũng ngồi mà nghe tình dục bóng đá cũng nghe kêu gọi đóng góp cũng nghe ào ào con người không hiểu tại sao nói bậy nói bạ cũng vào mà nghe